cả khung gỗ của cái ngôi nhà của mình vẫn còn nguyên, chỉ có mái, ngày xưa nó là mái danh thì bây giờ thay bằng mái mái bro. Tất cả cái cột kèo vẫn còn nguyên này. Ngày xưa là cái hay ngồi ở chỗ này này, buổi sáng ngủ dậy này hay ngồi ở đây. Buổi sáng em cứ ngủ dậy này, em cứ ngồi ở đây này, mới ngồi cái thành cửa này này. Em cứ ngồi cái thành cửa này. Đấy. Đấy. Nơi của ngày xưa đây. Đấy, mọi người cùng xem nhá. Cái vách liếp này vẫn còn nguyên. Đấy, khung gỗ vẫn còn nguyên nhưng mà nó mọt mất rồi. Cái nhà ngôi nhà này làm mà tính ra được 40 năm rồi. Hơn 40 năm ấy. Rồi. Mục hết rồi. Đây, tường vẫn là tường đất này. Vẫn là tường đất. Đây, vẫn còn tường đất. Rồi. Đây, và đây là cái cửa đi vào cái buồng mà nơi mà mình được ra đời ở đây. Đây. Ngày xưa bà làm ở chỗ nào? Đây, bà đẻ ở chỗ nào? Đâu? Giường đẻ đây xong mà đẻ ở đây, ông Minh ông đã ở đây. À. Đấy. Đấy. Ngày xưa là phòng này là phòng của Đỗ Uyên Ương đây. Đấy. Còn là kê cái bàn đây để cho ba đứa học này. À. Cái vách liếp vẫn còn nguyên luôn. Tường đất vẫn còn nguyên luôn này. Đấy, ngày xưa là chát cái tường này là bằng rơm dạ đấy. Vẫn còn vách đất đây này. Vẫn còn vách đất. Làm được 2 năm thì bắt đầu đẻ. Vẫn còn vách đất này. Đấy, như vậy là 40 năm cái nhà này bây giờ vẫn còn như thế này. Kèo cột thì nó hơi mục một tí thôi. May quá lần này lên vẫn còn giữ lại được cái ngôi nhà này. Đây cửa. Đấy nơi em đẻ ra đấy. Nơi đẻ ra em đấy. Đây đẻ cái buồng này. Đẻ cái buồng này mà học cũng ở cái chỗ này. Đấy. Anh cái bàn anh lên đây anh mới thấy là đấy ở trên này nó khổ như nào. Nó khó khăn như thế nào. Đấy. Vẫn còn cái này. Anh biết ngày xưa là mỗi lần mà khách ở trên tỉnh về ấy, là như nào không? Cứ rắc cám, rắc ngô ở chỗ này này. Sau đó là gà nó chúi vào chỗ này để nó ăn. Thì bố em đứng ở đây. Xong bắt đầu là cầm cái chày ấy, lém này một phát này. Thế thì lém một phát đấy thì nó sẽ đập vào đây. Nghe chưa? Lên là gà nó sẽ què chỗ này và lúc đấy là con nào mà bị què là con đấy sẽ được thịt. Đấy, ngày xưa là như vậy. Tiếp khách ở trên Lai Châu về nó là như vậy. Tiếp lãnh chủ đấy hả? À? Đây là để xay đậu. Nhà cô Hương Lành ở bên kia. Đấy, hai hòn đá là vẫn còn nguyên. Ngày xưa chỗ này là bếp. Ngày xưa chỗ này là bếp này. Bếp ở chỗ này. Đấy, những hòn đá này vẫn còn nguyên. Cối đậu kia kìa. Cối xay đậu kia. Đấy, ngày xưa cối xay đậu đấy. Dưới đây là con suối này. Đúng rồi. Em toàn tắm suối ở dưới đấy xong là đi đãi vàng ở dưới đấy đấy. À, bắt đi, cá lổ mìn cũng ở dưới đấy. Đi học thì đi qua nội qua suối à? Không, đi học lại phải đi xuống dưới bản Thờ Bú. Không không, đi xuống dưới đây khoảng 2 cây nữa rồi vòng vào bản Thờ Bú. Đúng rồi, rồi mình xuyên ra cái đường mà tắt mà đi bộ kia. Cái đường đất ấy. À ra đây xem còn cây gạo không? Không không còn. Không nhìn thấy cây gạo à? Anh nhìn thấy cái bãi cát và bãi suối chưa?